đằng sau của trường. Sân cỏ nhân tạo thể thao bóng đá. Thư viện phòng đọc số 1. Nhà thể thao thi đấu trong nhà. Quần vợt. Phòng nước giáo viên staff room. Trường dạy nghề của quân khu 5. À không, đây là công trình của ký túc xá sinh viên Lào. Rất khang trang. Trường của quân khu 5 lùi xa phía sau cái dãy nhà này. Sân trường.